Cảm ơn quý khách đã gọi đến trung tâm điện lạnh, điện nước Phú Quý. Địa chỉ: thị trấn Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với công ty cổ phần cơ điện lạnh Đại Việt. Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng biết, nước là một thành tố quan trọng không thể thiếu trong đời sống. Thế nhưng, ở Việt Nam, nguồn nước ngày càng bị ô nhiễm do những tác động trong sinh hoạt cũng như sản xuất của chúng ta. Theo số liệu thống kê mới nhất, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ mắc bệnh ung thư cao nhất thế giới. Nguyên nhân lớn là do nguồn nước bị ô nhiễm. Chính vì thế, máy lọc nước là một thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình. Hiện nay, trên thị trường xuất hiện nhan nhản những thương hiệu máy lọc nước. Tuy nhiên, chất lượng thì vô cùng trôi nổi. Công ty cổ phần cơ điện lạnh Đại Việt của chúng tôi đã mất rất nhiều năm để tìm hiểu, nghiên cứu, sản xuất để cho ra đời những sản phẩm máy lọc nước cao cấp Daikyo, Daikyo San, Nakami, Makano với mục đích mang lại nguồn nước sạch đạt chuẩn. Sau đây tôi xin hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách lắp đặt và sử dụng đối với dòng H máy lọc nước cao cấp Daikyo. Để lắp đặt máy lọc nước cao cấp Daikyo, chúng ta cần những dụng cụ và thiết bị sau. Đầu tiên là chúng ta cần một cái kéo. Thứ hai là một cái tua vít. Thứ ba, chúng ta cần chuẩn bị là một con dao. Thứ tư là chúng ta cần một cái khóa 6 và một cái khóa 10. Tiếp theo là chúng ta cần một cái mỏ lết. Và cuối cùng là băng tang, hay còn gọi là cao su non. Máy lọc nước cao cấp Daikyo dòng H do công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ xử lý nước sạch Đại Việt sản xuất và lắp ráp, được phân phối bởi công ty cổ phần cơ điện lạnh Đại Việt. Các bạn thấy đấy, đai thùng rất là chắc chắn. Và các bạn đừng quên kiểm tra tem nhãn ở trên thùng máy nhé. Sau khi khui thùng, chúng ta đưa máy về vị trí lắp đặt. Tiếp theo, chúng ta mở cửa tủ máy. Đây, bên trong được sắp xếp rất gọn gàng, ngăn nắp. Chúng tôi đã để sẵn những linh kiện cần thiết bao gồm: đầu tiên, chúng ta sẽ có một cái vòi nước. Tiếp theo là chúng ta có một cái cút nối và khóa nước. Một cái tay vặn cốc. Dây dẫn nước 1/4 và dây dẫn nước 3/8. Cuối cùng, chúng ta có một cuốn sách hướng dẫn. Thao tác đầu tiên, chúng ta sẽ lắp vòi nước vào trụ vòi. Các bạn lưu ý nhớ kiểm tra kỹ 3 vòng gioăng cao su ở vòi nước xem có bị lệch hay không. Sau đó chỉ cần cắm vào thân vòi như thế này. Bước kế tiếp là thao tác kết nối nước đầu vào. Các bạn kiểm tra nguồn nước độc lập hoặc nguồn nước phía dưới lavabo. Đừng quên là phải khóa nguồn nước. Đây là cút nối inox có ren trong 21 và ren ngoài 21. Các bạn để ý, gioăng cao su bên trong phải khớp để nước không bị xì. Sử dụng băng tang cuốn từ 12 đến 15 vòng ở ren ngoài 21 của cút nối. Đây là van khóa nước, tương tự như cút. Chúng ta cũng quấn băng tang ở vị trí này, sau đó lắp thật chặt vào cút nối inox. Tiếp theo, lắp cút nối và khóa vào nguồn nước. Ở đầu khóa nước có một con ốc. Chúng ta vặn ra, đưa vào dây dẫn nước 3/8. Sau đó lắp vào khóa nước.
các bạn nhớ dùng mỏ led để siết thật chặt nhé. Như vậy chúng ta đã kết nối nguồn nước vào một đầu dây còn lại chúng ta sẽ kết nối vào máy. Kiểm tra một lần nữa đầu dây nước đầu vào phải được cắt bằng phẳng, không bao via, mấp méo. Mình phải nhắc đi nhắc lại điểm này bởi vì thiết kế của con cút nhấn ở máy lọc nước cao cấp Daikyo là thiết kế hoàn toàn mở và tiện dụng. Chỉ cần ấn đầu dây dẫn nước vào là xong. Tuy nhiên đòi hỏi phải kiểm tra kỹ đầu dây như đã nói. Đây là vị trí nước đầu vào, đây là vị trí nước thải ra và đây là vị trí xả khí, đồng thời cũng là nơi để xả nước thải sụp rửa lõi lọc thô. Chúng ta ấn mạnh đầu dây dẫn nước đầu vào vị trí này. Tiếp theo, sử dụng một đoạn ngắn dây dẫn nước 1/4 để kết nối vào vị trí xả khí. Và ở vị trí nước thải ra cũng sử dụng dây 1/4. Cuối cùng đưa dây dẫn nước xả thải vào ống xả nước thải gia đình. Và chúng ta tiến hành cắm điện. Các bạn cũng đừng quên mở khóa nước. Sau khoảng 1 phút máy chạy thì ở vị trí xả khí có đoạn dây dẫn, nước sẽ chảy ra. Nước có màu đen do quá trình rửa các lõi lọc thô, trong đó có lõi than hoạt tính. Sau khi thấy nước đã trong, chúng ta tiến hành tháo ống xả khí ra và bịt đầu xả lại. Lý do ta thực hiện bước xả khí này là bởi vì trong mỗi cốc lọc đều có một lượng khí nhất định. Nếu chúng ta không xả khí thì nước sẽ không tràn đầy các cốc lọc. Thứ hai, để máy tự rửa sạch lõi lọc thô, trong đó có lõi than hoạt tính. Như vậy, chúng ta đã hoàn tất việc lắp ráp, vệ sinh lõi lọc thô và xả khí. Tiếp theo, chúng ta sẽ đợi từ 30 đến 60 phút thì bình áp đầy. Khi đó thì bơm ngưng hoạt động. Tiếp theo là phần vệ sinh tất cả các lõi lọc nâng cao bằng cách chúng ta xả nước thông qua vòi nước. Xả liên tục khoảng hết 1 đến 2 bình áp thì lúc đó chúng ta sử dụng bình thường. Kính thưa quý vị và các bạn, máy lọc nước cao cấp Daikyo dòng H đang được rất nhiều người quan tâm và sử dụng. Có thể nói đây là máy lọc nước dễ dàng lắp đặt và sử dụng nhất trên thị trường. Với những thao tác đơn giản và trong thời gian ngắn, tôi tin rằng tất cả các bạn đều có thể dễ dàng lắp đặt. Sau đây tôi sẽ trình bày với các bạn một số lưu ý cực kỳ quan trọng khi lắp đặt và sử dụng máy lọc nước cao cấp Daikyo dòng H. Thứ nhất, dây dẫn phải được cắt đúng quy chuẩn, kiểm tra kỹ càng các vị trí co cút nối. Thứ hai, nếu van điện từ kêu lạch cạch, chứng tỏ áp lực nước không đủ, bắt buộc kích hoạt đấu tắc áp thấp. Thứ ba, kiểm tra nguồn nước có bị thiếu hay không, nguồn nước ở bồn lẫn nước ở lõi lọc số 1. Để sử dụng máy lọc nước an toàn, quý vị và các bạn nhớ đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng được kèm theo máy. Sau đây tôi xin trình bày một số lưu ý trong quá trình sử dụng máy lọc nước cao cấp Daikyo dòng H của chúng tôi. Thứ nhất, phải sử dụng điện áp 220V, chênh lệch không quá 10% để tránh hỏng hóc phần điện của máy. Thứ hai, chúng ta không nên sử dụng xăng, cồn, rượu, các chất tẩy rửa để làm sạch máy. Thứ ba, nhớ vệ sinh máy và lõi lọc định kỳ theo đúng hướng dẫn của chúng tôi. Thứ tư, đặt máy nơi có bề mặt bằng phẳng, khô ráo, sạch sẽ, cách tường khoảng 15cm, tránh nơi có nhiệt độ cao hoặc trực tiếp tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Thứ năm, đảm bảo nhiệt độ nước đầu vào từ 5 đến 38 độ C. Thứ sáu, chú ý giám sát cẩn thận và không cho trẻ nhỏ sử dụng máy. Thứ bảy, tắt máy, ngắt nguồn điện khi vệ sinh máy, di chuyển máy hoặc khi không sử dụng máy. Và cuối cùng là không nên tự ý sử dụng, tháo và sửa khi máy có dấu hiệu trục trặc. Hãy liên hệ ngay với trung tâm bảo hành của chúng tôi để được tận tình tư vấn và sửa chữa. Vừa rồi là toàn bộ hướng dẫn lắp đặt và sử dụng máy lọc nước cao cấp Daikyo dòng H. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc xin vui lòng gọi về tổng đài 1900 636098 của chúng tôi hoặc truy cập website tapdoandaiviet.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại ở những video sau. Những đường nét tinh xảo
chất liệu tuyệt đỉnh, một kiệt tác nghệ thuật. Máy lọc nước cao cấp Daikyo, công nghệ lọc ceramic siêu bền bằng lọc Aerotown của Mỹ. Daikyo khởi nguồn sự sống, sản phẩm của Đại Việt.